Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc cấp bằng lái xe B1 cho người khuyết tật. Đồng Nai, đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái. Giải cứu nông sản, trông cậy tinh thần tương thân tương ái, không thể đi đường dài. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin từ ngành bán lẻ Việt Nam. Thưa quý vị, theo xếp hạng chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu GRDI năm 2017, được hãng tư vấn AT Kearney công bố, Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cao nhất trong 16 năm. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam từng đạt được theo xếp hạng chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu. Theo đó, Việt Nam đã cải thiện 5 bậc so với bảng xếp hạng năm 2016. Theo AT Kearney, sự cải thiện đáng kể này đến từ việc nới lỏng chính sách đầu tư, giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các hãng bán lẻ nước ngoài. Chính phủ đã nâng mức trần sở hữu của doanh nghiệp bán lẻ ngoại lên 100% năm 2015, cùng việc sửa đổi chính sách theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Những động thái này đã mang đến hiệu quả rõ rệt khi FDI vào Việt Nam tăng trưởng 12,5% trong năm 2016. Cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đang là phân khúc phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Circle K và Family Mart bước chân vào thị trường năm 2009 và mở rộng nhanh chóng. 7-Eleven cũng lên kế hoạch sẽ mở cửa hàng và đặt mục tiêu 1.000 cửa hàng trong 10 năm. GRDI là xếp hạng thường niên đánh giá đầu tư phát triển ngành bán lẻ tại 30 quốc gia đang phát triển. Đây là năm thứ 16 AT Kearney công bố xếp hạng này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đồng thuận với Bộ Giao thông Vận tải về nội dung điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó có việc nâng công suất lên gấp đôi, lên 43 đến 45 triệu hành khách một năm. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện tại chỉ có công suất 25 triệu lượt hành khách một năm, nhưng lượng khách qua sân bay năm 2016 đã lên đến 32 triệu lượt. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý với phương án điều chỉnh quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, xây dựng thêm đường lăn, khu bãi đổ, nhà ga để sân bay có thể đón từ 43 đến 45 triệu lượt hành khách mỗi năm. Theo ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch là phù hợp tinh thần kết luận mới đây của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, do quy hoạch giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa đáp ứng được công suất dự kiến nâng lên của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 43 đến 45 triệu hành khách một năm, nên thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đô thị, giao thông đô thị tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất theo nguyên tắc đảm bảo khai thác tốt nhất sân bay này, kéo giảm ùn tắc giao thông và giảm thiểu tác động đến khu dân cư hiện hữu. Thưa quý vị, Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành bằng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực. Trước đó, gần 2.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5. Theo kết quả điểm thi công bố trên website của trường, ngành quản trị kinh doanh là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 165 điểm. Tiếp đến là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 162,64 điểm. Ngành ngôn ngữ Anh 162,32 điểm. Ngành kỹ thuật y sinh 161,27 điểm. Ngành tài chính ngân hàng 160 điểm. Điểm trúng tuyển này dựa trên tổng điểm 2 môn thi, một môn bắt buộc, một môn tự chọn, tính theo thang điểm 100, đã gồm điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với từng mức điểm, sau đó quy đổi về thang điểm 100. Thí sinh được xếp thứ tự theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và sẽ được chọn trúng tuyển cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và khi chỉ tiêu đã hết, thì hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét tiêu chí phụ là điểm môn toán. Nếu vẫn tiếp tục có điểm môn toán bằng nhau, thì sẽ xem xét đến quá trình học phổ thông. Thưa quý vị, người nuôi heo chưa thoát khỏi khó khăn thì người chăn nuôi gia cầm lại rơi vào vòng xoáy cung vượt cầu khi giá trứng thấp kỷ lục. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị tăng cường xúc tiến thương mại, tháo gỡ rào cản, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong nước và ngoài nước. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong khi các cấp ngành địa phương tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, thì có một lượng không nhỏ trứng gia cầm bị ứ động, chậm được tiêu thụ. Người dân khó tìm đầu ra, làm cho giá trứng gia cầm đã giảm xuống. Theo nhận định, hiện giá trứng vẫn chưa có chiều hướng thay đổi và khó có thể nhích lên được khi nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Bên cạnh đó, học sinh nghỉ hè đồng nghĩa giảm một lượng tiêu thụ lớn trong các bếp ăn tập thể. Dự báo,
giá trứng có thể tăng lên từ cuối tháng 6 năm nay do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu. Trước tình trạng này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu Cục Chăn nuôi Thú y bám sát và đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu về gia cầm, heo cũng như các vật nuôi khác để có giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tăng cường xúc tiến thương mại, tháo gỡ rào cản, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt là thúc đẩy tiêu thụ trứng gia cầm, thịt heo, thịt gia cầm. Xin được chuyển sang một thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị, hiện nay, một loại thực phẩm mà việc kiểm soát chất lượng vẫn đang bị buông lỏng, đó là các loại phụ gia gia vị. Việc sử dụng các loại phụ gia gia vị không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, đang rất phổ biến tại các điểm kinh doanh ăn uống trên cả nước. Đồng thời, việc quản lý kiểm soát lỏng lẻo của ngành chức năng khiến tình trạng hàng phụ gia trôi nổi vẫn mặc nhiên tồn tại trong đời sống hàng ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm. Những chai tương ớt, giấm ăn, xì dầu có mặt ở hầu hết các quán phở, bún, hủ tiếu, quán đồ nướng. Bởi đây là một phần không thể thiếu cho nhiều món ăn. Phần lớn khách vẫn vô tư sử dụng, ít khi quan tâm đến xuất xứ. Thế nên, tùy hàng quán, có nơi thì dùng hàng có nhãn mác, có nguồn gốc rõ ràng. Có nơi thì dùng hàng trôi nổi, được chứa trong những can nhựa từ 2-5 lít như thế này, rồi chiết ra từng chai nhỏ cho khách dùng. Chỉ khi mua về sử dụng tại nhà, người tiêu dùng mới quan tâm hơn tới nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Tôi mua đồ là tôi muốn là đúng chất lượng, với lại đảm bảo vệ sinh được rồi. Phải bảo đảm nguồn gốc chứ, phải mua đồ của đúng công ty. Đó là lo ngại trên những cái chất mà được sản xuất, được chế biến kinh doanh là bỏ vào, mà chúng ta thường gọi nó là các cái hóa chất phụ gia dùng trong thực phẩm. Tình trạng phụ gia thực phẩm trôi nổi, không được kiểm soát chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đã tồn tại lâu nay. Để giải quyết tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra những quy định về quản lý hóa chất phụ gia dùng trong thực phẩm, xem đó là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, phải được sản xuất chế biến kinh doanh trong cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm được chứng nhận. Đặc biệt, thành phố cũng đang chấn chỉnh hoạt động chợ hóa chất Kim Biên cũng như xây dựng trung tâm mua bán hóa chất để kiểm soát chặt chẽ việc mua bán các mặt hàng hóa chất phụ gia thực phẩm. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 12/2017/TT-BC-TVT cho phép đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho người khuyết tật. Tuy nhiên, quyết định mang tính nhân văn này vẫn còn thiếu những hướng dẫn cụ thể để người khuyết tật có thể nhận được tấm bằng lái xe B1. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Có bằng lái xe hạng B1 từ năm 2015, anh Triệu Hoàng Lân ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cảm thấy rất vui. Đối với anh hay những người khuyết tật khác, thì việc sử dụng phương tiện ô tô tham gia giao thông sẽ giúp anh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong việc di chuyển. Nói thì đơn giản vậy, nhưng để có được tấm bằng lái xe này thì quá trình làm hồ sơ thi, học và thi cũng rất gian truân. Khi bắt đầu có thông tư đấy thì anh em rất hồ hởi. Chúng tôi từng top 1 đi khám sức khỏe, trên giấy khám sức khỏe. Người ta cũng khám xét rất là kỹ chứ không phải là bình thường như những người bình thường. Giấy sức khỏe đầu tiên tôi lấy là ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Cái đấy đến lúc trung tâm đào tạo lái xe thì lại không được chấp nhận. Tuy nhiên, thông tư 12 có ghi rõ, đối với người khuyết tật không đủ điều kiện điều khiển xe tập lái hạng B1 số tự động của cơ sở đào tạo, thì cơ sở đào tạo có thể sử dụng ô tô của người khuyết tật để làm xe tập lái, xe sát hạch, khiến nhiều trung tâm sát hạch băn khoăn. Phải đầu tư về phương tiện thì có lẽ là nó cũng cả một cái quá trình nó khó khăn. Nó liên quan đến thay đổi kết cấu của phương tiện, rồi nó liên quan cả đến cái chứng nhận an toàn. Bên cạnh nữa thì nó còn liên quan đến một vấn đề nữa, đó là cái về điều kiện mà để cái xe thi sát hạch thì nó phải theo cái quy chuẩn 40/2016 của Bộ Giao thông Vận tải. Rõ ràng vẫn còn khá nhiều khó khăn về mặt hướng dẫn cho các cơ sở đào tạo cấp phép thực hiện cho đối tượng đặc thù này. Để một thông tư nhân văn như thông tư 12 thực sự đi vào cuộc sống, trước tiên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế phải ban hành hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở đào tạo cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về phương án đào tạo, cơ sở vật chất, phương tiện, hình thức. Những hoàn cảnh kém may mắn không chỉ là người thân, bạn bè mà trong đó có thể là một người hàng xóm hoặc có khi là những người ta không quen biết. Đó là câu chuyện mà chúng tôi ghi lại được ở thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về nghĩa cử đẹp của người hàng xóm tốt bụng, luôn mở rộng tấm lòng, sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người nghèo khó. Dọn về căn nhà mới được xây kiên cố từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và bà con trong thôn đã hơn một năm nay. Vợ chồng ông Nguyễn Giáo ở tổ 6 thôn Đồng Bằng cư ngỡ như một giấc mơ. Ông Giáo cho biết, những năm trước,
hoàn cảnh gia đình gặp nhiều rủi ro, vợ con đau ốm triền miên, nợ nần chồng chất. Nhà cũng bán, 8 sào đất trồng cà phê cũng ra đi. Hai vợ chồng già sẽ không biết bấu víu vào đâu nếu không có sự giúp đỡ hết mình của bà Phạm Thị Thêm, tổ trưởng tổ 6 và những người dân ở cùng thôn đồng bằng. Gia đình cũng lo lắng, coi như cũng nhờ cô Bảy Thêm này giúp đỡ cho tôi là coi là bảy mất đất. Nếu không cô Thêm mà không giúp thì bây giờ hiện tại không có nhà ở đâu. Không còn phải lo lắng về chỗ ở, sức khỏe của ông bà Giáo giờ đã cải thiện hơn rất nhiều. Chính nhờ nghĩa cử cao đẹp của bà Thêm, tình cảm của những người hàng xóm tốt bụng đã mang lại nụ cười hạnh phúc cho đôi vợ chồng già trong những năm tháng cuối đời. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào đêm 5 tháng 6, gây xôn xao dư luận thành phố Đà Nẵng. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, một thanh niên manh động xông vào một tiệm vàng nằm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đồ dùng đá đập bể tủ kính, cướp đi một số nữ trang. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã bị người dân truy bắt nên làm rơi số tài sản cướp được rồi bỏ trốn. Tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án ngay trong sáng 6 tháng 6. Đối tượng là Huỳnh Khắc Vinh, 22 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học tại Quảng Nam, bị bắt khi đang bỏ trốn tại thành phố Hội An. Được biết, vào ngày 22 tháng 5, Vinh cũng từng thực hiện một vụ cướp tiệm vàng khác, tuy nhiên chưa lấy được tài sản đã bị truy đuổi. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, cũng trong ngày 6 tháng 6, cơ quan công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người tử vong tại một căn nhà mái vách tôn ở mặt tiền đường tỉnh lộ 25B thuộc xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Chí Cường, người thân của chị H, sinh năm 1980, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, phát hiện anh Huỳnh Duy C, sinh năm 1983, cùng ngụ xã Phú Đông, tử vong trong tư thế treo cổ từ một sợi dây nối với mái nhà. Trong căn nhà phía trong, chị H cũng nằm bất động, sau đó được xác định cũng đã chết, trên người có nhiều thương tích. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Một số người quen của chị H cho hay, chị này là chủ một cửa hàng bán quần áo tại xã Phú Đông, có hai con nhỏ, chồng ở nước ngoài, đã ly dị chồng. Trước đó, trong thời gian quen biết với C, chị H đã bị người này lấy cắp hai sổ đỏ, rồi đòi đưa 70 triệu đồng thì mới chịu trả lại. Cách đây vài ngày, chị H thuê thêm căn nhà trên để mở thêm một điểm bán quần áo nữa thì xảy ra vụ việc. Ngày 6 tháng 6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ, bắt giữ đối tượng Chu Văn Thế, trú ở xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh vì có hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, thì Chu Văn Thế đã lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo để đăng các bài viết giới thiệu dịch vụ có thể cung cấp như chạy quảng cáo trên Facebook, nhận tăng lượt like, share, follow cho các bài viết tài khoản cá nhân. Khi khách hàng liên hệ để sử dụng dịch vụ, Chu Văn Thế gửi chứng minh nhân dân giả, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản tại thành phố Hồ Chí Minh để che giấu thông tin. Sau khi khách hàng chuyển tiền, Thế lấy lý do tài khoản quảng cáo bị khóa và yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền mới chạy quảng cáo được. Khi đạt được ý đồ, Thế chặn liên lạc Facebook và tắt điện thoại nhằm tránh bị phát hiện. Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, từ khoảng tháng 8 năm 2016 đến nay, Chu Văn Thế đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của khách hàng nhẹ dạ. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chủ trì phối hợp với đội 3 cục điều tra chống buôn lậu, đội kiểm soát hải quan biên phòng cảng Nhà Rồng đã kiểm tra phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử điện lạnh đã qua sử dụng nhập khẩu trái phép. Lô hàng trên cất giấu trong một container được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Trọng Nguyễn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khai báo là mặt hàng rổ nhựa nhập từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng Cát Lái vào ngày 24 tháng 5. Tuy nhiên, do có nhiều biểu hiện nghi vấn, cơ quan hải quan đã chuyển sang giám sát trọng điểm và soi chiếu. Đến ngày 6 tháng 6, tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thiết bị như máy giặt, tủ lạnh, máy rửa sấy chén, máy điều hòa, máy cắt cỏ, bếp từ của những hãng sản xuất nổi tiếng. Toàn bộ lô hàng trên đều đã qua sử dụng và nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1, thời gian qua, đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu với hình thức tương tự, chủ yếu là mặt hàng điện lạnh, điện tử, xe máy đã qua sử dụng, xuất xứ từ Nhật Bản.
Phần cuối chương trình như thường lệ là vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên các phương tiện truyền thông đưa tin cũng như tình hình thực tế cho thấy đã có rất nhiều chiến dịch giải cứu đối với nông sản Việt. Đầu tiên là chuối, rồi đến dưa hấu, thịt heo, rồi bí đỏ, v.v. Dường như người tiêu dùng Việt đang bội thực với các chương trình giải cứu. Bên cạnh những tác động khách quan về việc ồ ạt nuôi trồng hay việc thu mua từ thương lái, thì chất lượng nông sản cũng là chuyện rất đáng bàn. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Nghịch lý được mùa mất giá vẫn đang đè nặng đôi vai nông dân Việt Nam. Cũng từ đó, câu chuyện giải cứu và hàng loạt thông tin giải cứu nông sản, thịt heo, trứng gà được kêu gọi trên báo đài, mạng xã hội và cả những banner giải cứu của các hội nhóm treo dọc một số tuyến đường. Vô số những đợt giải cứu được kêu gọi như chuối Đồng Nai, dưa hấu Quảng Ngãi, thanh long Bình Thuận, thịt heo Đồng Nai, bí đỏ Đắk Lắk. Không thể phủ nhận rằng những cuộc giải cứu nông sản cho thấy dấu hiệu đáng mừng về tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Thế nhưng, đây chỉ là những giải pháp kinh tế tạm thời và không đem lại hiệu quả lâu dài cho nhà nông. Thật sự thì cái đó thì mình muốn giúp đỡ người dân thì mình mua thôi, chứ còn cái việc mà chất lượng thì cũng tùy loại. Có một lần mua về thì thật sự là chỉ để thôi, bỏ luôn cho mình. Đương nhiên người ta thấy tội cho người nông dân thì người ta mua. Nhưng mà rõ ràng có là gì? Một lần hoặc hai lần thôi. Chứ còn nếu mà tình trạng đó kéo dài thì cô sẽ không có tham gia nữa. Thì bây giờ phải coi lại cái mức cầu và mức cung để mà có cái chính sách mà sản xuất cho nó hợp lý. Có thể thấy tình trạng cung vượt quá nhu cầu, cộng thêm thiếu chuỗi sản xuất bền vững, phụ thuộc vào thương lái, chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất giá của nông sản trong suốt thời gian qua. Điều cần thiết nhất lúc này chính là người nông dân cần nâng cao kiến thức nuôi trồng theo xu thế của thị trường, xây dựng chuỗi sản xuất và đặc biệt tự đảm bảo bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền và định hướng sản xuất giúp các hộ nông dân tái cơ cấu, tạo liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Phú Yên đã có 350 tấn tôm hùm chết, thiệt hại trên 700 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp nhiều phụ nữ nhập viện vì lao vú. Đắk Lắk 700 người bị triệu tập trong vụ đa cấp MB24. An toàn thực phẩm cần những chính sách thiết thực.